Công an huyện Nghi Xuân vừa tổ chức tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Về phía lãnh đạo huyện có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng. Năm 2021, Công an huyện Nghi Xuân đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xử lý các vấn đề trong đảm bảo an ninh quốc gia, giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và xử lý dứt điểm một số vấn đề tồn đọng lâu năm, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong năm 2021, điều tra khám phá 34 trên 37 vụ, 46 đối tượng, đạt tỷ lệ 92%, thu hồi tài sản trên 600 triệu đồng. Phát hiện bắt giữ 59 vụ, 60 đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Tạm giữ nhiều hàng hóa giá trị hơn 200 triệu đồng. Phát hiện bắt giữ 38 vụ, 75 đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Bắt giữ xử lý 37 vụ, 164 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 500 triệu đồng. Bắt giữ xử lý 40 vụ, 42 đối tượng tàng trữ vận chuyển, mua bán sử dụng pháo trái phép. Vận động truy bắt 2 đối tượng truy nã. Tiếp nhận xử lý 53 trên 53 tin báo, tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ 100%. Khởi tố điều tra 47 vụ, 68 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 47 vụ, 68 bị can. Công an huyện Nghi Xuân đã triển khai có hiệu quả và được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong hai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân, hoàn thành nhiệm vụ lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị, công an các xã thị trấn đã ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra và tiến hành khen thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc.